Bây giờ anh Long ngày xưa là nhạc trưởng của ban tối trong ban nhạc, cho nên là hôm nay có gì gặp nhau, Tú xin được phép mời anh Long lên hát song ca với Tú nha. Ok, quý vị cho anh Long một tràng hót tay quý vị ơi. Đấy, mình đứng ở đây để support anh Quang Tú là I'm
đi.